chào các bạn nhỏ. Hôm nay cô giáo Mùa Xuân sẽ kể các con nghe câu chuyện Chú Gà Trống Kêu Căng. Gà trống tơ có bộ lông tuyệt vời, lông của nó óng mượt, nhiều màu sắc, trông xa cứ ngỡ như đuôi cong. Còn tiếng gáy thì vừa dõng dạc lại vừa ấm vang. Gà trống tơ hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm, vì thế nó sinh ra kiêu căng và coi thường gà tồ và mèo vàng. Suốt ngày gà trống tơ ưỡn ngực dạo chơi quanh sân, chẳng thèm ngó ngàng đến các bạn. Một hôm nó khoe với gà tồ: "Này, chính tiếng gáy của tôi làm ông mặt trời tỉnh giấc đấy nha." Gà tồ cãi lại: "Ồ, không có phải đâu, bạn đừng có nói khoác." Gà trống tơ lại chạy đi khoe với mèo vàng: "Này, chính tiếng gáy của tôi làm mặt trời tỉnh giấc đấy." Mèo cười rung ria mép đáp: "Mèo, mèo, vì mặt trời mọc lên, gà mới gáy chứ. Tiếng gáy của bạn làm sao mà đánh thức được mặt trời?" Gà trống tơ chẳng thèm nghe mèo vàng nói, nó bỏ ra sân, trong bụng thầm nghĩ: "Được rồi, mai sẽ biết." Sáng hôm sau, sau khi dõng dạc cất tiếng gáy ò ó ó, gà trống tơ để ý ngắm xung quanh. Quả đúng thế, nghe tiếng gáy của nó, thiên hạ bắt đầu tỉnh dậy. Chim chích chè hót véo von trên ngọn ke, bác trâu cọ đôi sườn dài kiều, lộc cộc vào cột chuồng. Mèo vàng vươn vai và lấy chân rửa mặt. Ông mặt trời cũng ló đầu ra khỏi tấm rèm mây, húng húng đỏ, gương mặt hồng hào và mỉm cười với gà trống tơ. Gà trống tơ sung sướng quá, hí hửng chạy đến chỗ gà tồ. Mèo vàng hét vang lên: "Này này, hãy mở mắt to ra mà xem tiếng gáy của ta. Tiếng gáy của ta đã đánh thức tất cả thiên hạ dậy đấy nha." Chẳng thèm ai để ý đến những lời khoác lác của nó. Gà trống tơ tức đỏ mặt lên, nó quay sang gây sự với gà tồ. Gà tồ chẳng bao giờ muốn chọi nhau, nhưng lần này nó quyết định cho kẻ hai dây gỗ và khoác lác một bài học. Gà tồ hùng dũng nhảy vào mổ cho nó mấy cú vào cái mỏ hớn hoang của gà trống tơ. Suốt đêm hôm ấy, gà trống tơ nằm rên rỉ vì đau. Khi tỉnh dậy, nó thấy xung quanh vắng ngắt. Ngoài vườn, gà tồ, mèo vàng đang dạo chơi, mặt trời cũng đã le lói sau rặng tre. Nó hiểu ra rằng mọi việc diễn ra bình thường, mặc dù không có tiếng gáy của gà trống tơ. Các con thân mến, qua câu chuyện này, các con biết rằng đức tính kiêu căng, kiêu ngạo là một đức tính không tốt. Bởi vì mọi người đều có những ưu điểm và những khuyết điểm của mình. Nếu mình có những ưu điểm để giúp ích cho xã hội thì mình vẫn phải không có kiêu ngạo để mọi người được yêu thương và quý mến mình nha các con. Câu chuyện của cô giáo Mùa Xuân kể đến đây là hết rồi. Mỗi ngày các con hãy đọc một câu chuyện cùng cô, hãy nghe cùng cô để những câu chuyện cổ tích sẽ đọng mãi trong tâm hồn các con đó các con. Câu chuyện cô kể đến đây tạm biệt.